Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 10. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Nước lũ đi qua hơn một tháng, những vùng đất bãi của xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà có thêm lượng phù sa bồi đắp, người dân đang tích cực trồng cây bầu vụ đông. Vướng mắc về mặt bằng làm chậm tiến độ thi công đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 sáng nay, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình dự kỳ họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn sau khi được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện gồm 6 chương và 65 điều. Thảo luận tại phiên họp, nhiều ý kiến đánh giá quy hoạch đô thị và nông thôn là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, nhưng chưa có quy định rõ ràng cụ thể về mối quan hệ giữa các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và giữa quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành với các quy hoạch khác thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia. Do đó, các ý kiến thống nhất cho rằng đây là nội dung cần xem xét cẩn trọng nhằm làm rõ sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, tránh gây vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng tập trung thảo luận về một số nội dung liên quan như mối quan hệ giữa các quy hoạch, nguyên tắc lập đồng thời các quy hoạch chung, xử lý trường hợp có mâu thuẫn giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, thời hạn lập quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung xã, thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công chứng. Các đại biểu Quốc hội cho rằng các nội dung sửa đổi bổ sung đã bảo đảm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về hoạt động công chứng, đồng thời cũng kế thừa các quy định còn phù hợp của luật công chứng hiện hành, kịp thời sửa đổi bổ sung các quy định nhằm khắc phục vướng mắc trong việc thi hành pháp luật về công chứng, bảo đảm tính chuyên nghiệp hiệu quả của hoạt động công chứng phù hợp với tính chất là dịch vụ công do nhà nước ủy nhiệm thực hiện, góp phần bảo đảm sự an toàn trong các giao dịch dân sự kinh tế. Ngoài ra, các đại biểu tham gia về một số nội dung cụ thể như quy định các loại giao dịch phải công chứng, về bảo đảm sự bình đẳng trong hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, mô hình tổ chức của văn phòng công chứng, xã hội hóa hoạt động công chứng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, trong đó xác định hoạt động tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri là những hoạt động đặc thù rất quan trọng của cơ quan dân cử. Qua đó, giải quyết kiến nghị của cử tri luôn được thực hiện, bảo đảm theo quy định của pháp luật và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị, trên cơ sở nội dung chủ đề, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Hội đồng Nhân dân, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, chia sẻ những bài học kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại hạn chế, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri thường lệ, tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề, chú trọng lựa chọn nội dung thiết thực được cử tri quan tâm nhiều nhất, tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng tăng thời lượng, mở rộng thành phần cử tri, tránh tình trạng cử tri chuyên nghiệp, làm tốt công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề gì đã rõ, đầy đủ, đã nắm chắc thì giải đáp ngay tại hội nghị, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cấp các ngành cần vào cuộc giải quyết thỏa đáng ý kiến, kiến nghị của cử tri, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Chúng ta phải tăng cường cái thời gian, thời lượng, thế rồi đối tượng lên, thế rồi tiếp tục tăng cường cái thời gian trước chuyên đề đi, để làm sao chúng ta tập trung lắng nghe được nhiều ý kiến của cử tri, nhiều ý kiến của nhân dân, mà tiếng nói này là tiếng nói từ cơ sở, tiếng nói thực,
mà giúp cho những nhà quản lý, các lãnh đạo để chúng ta có cái lượng thông tin nhất định và chính xác nhất để chúng ta tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ và chúng ta giải quyết những cái vấn đề cho nó đúng, cho nó trúng với nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các vấn đề phân công cho tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân theo dõi, đôn đốc, yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chúc mừng huyện Vũ Thư đăng cai thành công hội nghị lần thứ 6, đồng thời trao cờ chuyển giao đăng cai hội nghị giao ban lần thứ 7 giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện thành phố cho huyện Tiền Hải. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các cấp cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản là hai luật có tác động và ảnh hưởng rất lớn tới phát triển kinh tế xã hội. Việc sớm áp dụng hai luật vào thực tiễn góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Hội nghị nhằm quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về các quy định mới của pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản để nắm rõ, hiểu đúng, đủ và thống nhất triển khai đồng bộ và hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong thực thi pháp luật và giám sát thực hiện pháp luật, qua đó áp dụng hiệu quả các luật vào xử lý các công việc. Trên tinh thần những nội dung mà lĩnh hội và tổ chức triển khai thực hiện hai luật này cũng như nghị định hướng dẫn thi hành, thì quá trình mà tổ chức thực hiện tới đây ở các địa phương, các đơn vị thì chúng ta phải sớm tham mưu và tổ chức thực hiện những nội dung liên quan hạ luật này để bảo làm sao nó đi vào thực tiễn ngay, nó có hiệu quả ngay, nhưng nó phải đúng, phải tuân thủ những quy định của luật này và các nghị định hướng dẫn thi hành. Tôi yêu cầu các đồng chí là chúng ta phải hết sức nghiêm túc để cho anh em cán bộ, công chức, lãnh đạo các sở ngành rồi các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thái Bình đấy, để làm sao là thực hiện một cách tốt nhất, có hiệu quả nhất và đảm bảo tuân thủ nhất trong quá trình triển khai thực hiện tới đây. Trong thời gian một ngày, lãnh đạo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng phổ biến truyền đạt những điểm mới trong luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, điển hình như mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội, nguyên tắc bán cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, phát triển quỹ đất nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại và xây nhà lưu trú cho công nhân trong các khu công nghiệp. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng và các đơn vị báo cáo về việc triển khai xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh dự cuộc họp. Theo rà soát tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 2.100 hộ nghèo, cận nghèo có đủ điều kiện hỗ trợ theo hướng dẫn của Sở Xây dựng và có nhu cầu thực sự về xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Trong đó có hơn 1.100 hộ có nhu cầu xây mới, hơn 940 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở. Để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, dự kiến vốn từ quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ xây nhà mới và 25 triệu đồng một hộ sửa chữa nhà. Hỗ trợ của địa phương cấp tỉnh và huyện dự kiến theo hai phương án, gồm mức 45 triệu đồng một hộ xây mới, 25 triệu đồng một hộ sửa chữa nhà ở và mức hỗ trợ 35 triệu đồng một hộ xây mới, 20 triệu đồng một hộ sửa chữa nhà ở. Cùng với đó, các tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nhà hảo tâm, vốn tự có của hộ gia đình tập trung thực hiện. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn thống nhất tiêu chí, thủ tục xác định đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ để hoàn thành các mục tiêu theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã đề ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là chương trình nhân văn, bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, chăm lo cho người nghèo, hộ cận nghèo, nên dù khó khăn đến đâu cũng phải tổ chức thực hiện có hiệu quả và sớm hoàn thành giúp các hộ an cư, có cuộc sống ổn định, hòa nhập cộng đồng. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương tập trung nghiên cứu hoàn thiện thủ tục triển khai, đảm bảo đúng quy định, tránh sót lọt và không để xảy ra trục lợi chính sách. Bằng cái quyết tâm chính trị, bằng cái sự nỗ lực của mình để chúng ta thực hiện được cái chủ trương rất đúng, rất lớn, rất đúng, rất trúng này.
Thế thì để thực hiện cái việc này thì rõ ràng là chúng ta bàn cách thức, phương pháp, cách thức tổ chức triển khai như thế nào cho nó hiệu quả, huy động nguồn lực làm sao cho nó hiệu quả. Thế thì trên cơ sở rất là cảm ơn các đồng chí, thì về cơ bản đồng chí thống nhất rất cao với lại những cái nội dung cách thức tổ chức triển khai hiện nay. Thì trên cơ sở ý kiến các đồng chí là trên cơ sở tham mưu của các sở ngành ấy, thì tôi nghĩ là sau hội nghị hôm nay ấy, thì chúng ta tiếp tục hoàn thiện các cái quy trình thủ tục. Thì cái đầu tiên tôi nghĩ là phải hoàn thiện cái đề án. Thế và cái cơ quan hoàn thiện đề án này thì giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội là chủ trì. Thế và thời gian thì tôi yêu cầu là trong thứ ba tuần sau là phải xong. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, tỉnh quyết tâm huy động mọi nguồn lực gồm sử dụng ngân sách nhà nước kết hợp với xã hội hóa nguồn lực đầu tư hỗ trợ để tổ chức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng. Phấn đấu đến hết tháng 9 năm 2025, toàn tỉnh hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các sở ngành địa phương tập trung phát động đợt thi đua cao điểm 300 ngày, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trước đó vào sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam do bà Uravadi Sipirom, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn về một số nội dung công việc hợp tác trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Vương quốc Thái Lan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đối với đoàn và bày tỏ nhiều ấn tượng về sự năng động phát triển của Thái Bình, đồng thời cho biết sắp tới sẽ diễn ra lễ dâng y Katina do Chính phủ Vương quốc Thái Lan phối hợp với Hội hữu nghị Thái Lan Việt Nam và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam dự kiến tổ chức tại chùa Phúc Minh, huyện Vũ Thư vào đầu tháng 11 tới. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của tỉnh để lễ dâng y được tổ chức thuận lợi. Đại sứ cũng khẳng định việc tổ chức thành công lễ dâng y Katina sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam. Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Thái Bình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu tới Đại sứ một số nét nổi bật về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình. Đồng thời bày tỏ mong muốn Đại sứ tiếp tục quan tâm tăng cường kết nối, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thái Bình với các đối tác của Thái Lan. Thông tin tới Đại sứ về một số nội dung văn hóa tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao lễ dâng y Katina do Chính phủ Vương quốc Thái Lan phối hợp với Hội hữu nghị Thái Lan Việt Nam và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam dự kiến tổ chức tại chùa Phúc Minh vào đầu tháng 11 tới. Khẳng định đây là hoạt động tôn giáo rất ý nghĩa và mong muốn Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam xây dựng cụ thể chương trình của buổi lễ để tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức bảo đảm trang nghiêm, chu đáo và an toàn nhất. Cũng tại buổi tiếp và làm việc, hai bên cũng đã trao đổi một số nội dung về lĩnh vực hợp tác đầu tư phát triển kinh tế giữa Thái Bình nói riêng, Việt Nam nói chung với Vương quốc Thái Lan. Chương trình Thời sự tối tiếp tục với các tin nông nghiệp. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. Qua 4 đợt thanh tra của EC, đến nay công tác chống khai thác IUU trên cả nước đã hoàn thiện khung pháp lý, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, xây dựng cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, thực thi pháp luật, xử lý vi phạm khai thác IUU được tăng cường hơn trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chống khai thác IUU chậm khắc phục theo khuyến nghị của EC, như tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng hơn so với trước, tàu cá vi phạm hoạt động sai vùng xảy ra thường xuyên. Tại Thái Bình, 9 tháng năm nay, các lực lượng chức năng của tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 40 vụ, số tiền gần 588 triệu đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ ngành liên quan địa phương cần tiếp tục nỗ lực triển khai quyết liệt các giải pháp về chống khai thác IUU, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Trung ương về chống khai thác IUU, áp dụng triệt để quy định tại Nghị quyết 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác quản lý đội tàu, đăng ký đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, xử lý dứt điểm tàu cá 30, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra giám sát, truy xuất nguồn gốc đến tận cùng. Các bộ ban ngành địa phương chuẩn bị kế hoạch kỹ chương trình nội dung kế hoạch làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 5, dự kiến vào tháng 11 tới. Về xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, những ngày này nông dân đang hối hả trồng và chăm sóc cây màu vụ đông trên vùng đất bãi. Một vụ đông đặc biệt với quyết tâm làm lại sau khi nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại do bão lũ.
Cách đây hơn một tháng còn ngập trong biển nước thì nay màu của rơm rạ đã che phủ những thửa cà rốt mới gieo. Có những mảnh ruộng đã lên xanh, nhiều thửa đang được xuống giống. Tinh thần của bà con tiếp tục cố gắng phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương. Toàn bộ diện tích rau màu bị hỏng do bão số 3, cơ sở vật chất đầu tư ngoài bãi cũng không còn. Ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Song nông dân này vẫn không khuất phục trước khó khăn, khẩn trương trồng lại hơn 50 mẫu cà rốt và rau các loại, với hy vọng và niềm tin rằng thiên nhiên không lấy hết tất cả. Bù lại nước ngập thì đất đã được tưới mát, thêm lượng phù sa bồi đắp, cây màu sẽ phát triển tốt hơn. Vừa rồi mất mát mất 500-600 triệu tiền đầu tư ban đầu xuống đây, rau sắp được thu hoạch tôi cũng bị mất, lúc cái rau rất chia đắt, rất là tiếc. Bây giờ lại quay lại đầu tư lại từ đầu để xuống trồng vụ mới. Cây cà rốt này nó là thuộc cái cây hàng nông sản, nó xuất khẩu nó có giá trị cao so với các cái cây trồng khác. Trên 160 hectare đất bãi, xã Hồng Minh trồng cà rốt là cây chủ lực với 60 hectare, tăng 20 hectare so với năm ngoái. Còn lại là su hào, rau cải, củ đậu, ngô và nhiều loại rau màu khác. Vụ đông năm nay, khâu làm đất hầu hết là bằng máy, tiến độ gieo trồng được bảo đảm. Tuy nhiên, thời tiết được dự báo còn diễn biến phức tạp, khả năng mưa rất cao trong những ngày tới. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp đang khuyến cáo người dân chủ động biện pháp tiêu nước, không để ảnh hưởng đến diện tích đã gieo trồng. Sản xuất từ vụ đông, còn dân có tập quán canh tác rất tốt. Hợp tác xã thì cũng tuyên truyền thêm các cái biện pháp kỹ thuật. Chúng tôi cũng đã tiếp nhận các cái nguồn vốn hỗ trợ thông qua là các cái hạt giống rồi các cái giống cây trồng. Sau ảnh hưởng của thiên tai, dù vất vả hơn so với những vụ đông năm trước, song dưới bàn tay cần cù chịu khó của nông dân, những ruộng màu sẽ lại tốt tươi, tiếp tục làm giàu cho mảnh đất Hồng Minh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 10 là thời gian kết thúc hợp đồng thi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam, thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc về mặt bằng. Những ngày cuối tháng 10, những mét đường cuối cùng trên diện tích có mặt bằng sạch đã được thảm nhựa, sẵn sàng đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên trên toàn tuyến đường vành đai phía Nam vẫn còn 5 điểm nghẽn vướng mắc về đất ở chưa được giải phóng mặt bằng, khiến dự án bị chậm tiến độ. Tại xã Song An, đây là điểm nghẽn lớn nhất của toàn tuyến. 16 hộ dân ở nút giao giữa đường vành đai phía Nam với đường tỉnh 463 vẫn chưa thực hiện các thủ tục bàn giao mặt bằng. Trong số đó, một số hộ dân đã đồng thuận với phương án tái định cư, song vẫn có một số hộ còn băn khoăn. Đảng ủy ban xã đề xuất thì cũng rất mong các cấp lãnh đạo trên tạo mọi điều kiện cho các hộ dân được tái định cư, là khẩn trương có cái khu vực tái định cư để người dân yên tâm ổn định để chuẩn bị phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt là đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cái khu vực tái định cư để các cái hộ dân mà khu vực tái định cư này biết được cái khu vực tái định cư và các cái nơi họ sẽ tái định cư. Theo tính toán, nếu thuận lợi nhận toàn bộ mặt bằng, đơn vị thi công sẽ phải mất ít nhất từ 6 đến 9 tháng để xử lý nền đất yếu và hoàn tất các hạng mục kỹ thuật mới đảm bảo chất lượng công trình, tức là tính đến thời điểm này, dự án đang bị chậm tiến độ ít nhất 9 tháng so với kế hoạch ban đầu. Cũng đã đến thời điểm mà kết thúc hợp đồng của chủ đầu tư, nhưng mà còn một số vị trí đất ở vẫn chưa được giải phóng mặt bằng thì phía nhà thầu cũng kiến nghị các cơ quan, các cấp có thẩm quyền sớm giải phóng mặt bằng cho chúng tôi để chúng tôi xây dựng dự án, đưa dự án khai thác sớm theo đúng kế hoạch. Dự án tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình là dự án trọng điểm của tỉnh, có tổng chiều dài 8,37 km. Tuyến đường hoàn thành sẽ tạo ra hành lang giao thông thuận lợi, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Do đó rất cần sự đồng thuận của người dân, sự vào cuộc của các cấp các ngành để dự án sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các thông tin giáo dục và văn hóa thể thao đáng chú ý sẽ có trong cụm tin sau đây. Trong vòng 10 năm, tổng kinh phí xã hội hóa để đầu tư kiên cố hóa xây dựng phòng học, phòng công vụ tại các nhà trường trên cả nước ước khoảng 33.000 tỷ đồng. Đó là con số đáng chú ý tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023 diễn ra vào sáng nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Giai đoạn 2013-2023, có trên 300 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xã hội hóa để kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. Số phòng học được đầu tư từ nguồn xã hội hóa là khoảng 36.000 phòng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương cần rà soát và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc đóng góp cho giáo dục. Chính quyền các cấp cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp để doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, khuyến khích mô hình hợp tác công tư để tận dụng tối đa nguồn lực từ khu vực tư nhân, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ việc huy động và sử dụng nguồn lực xã hội hóa, đảm bảo minh bạch và hiệu quả. Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự, công bố và trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thái Bình, nhiệm kỳ 2022-2027 cho Tiến sĩ Phạm Thị Ánh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới. Đề nghị Hội đồng Trường, Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, Trường Đại học Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng thành trường đa ngành, đa lĩnh vực, phấn đấu trở thành thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Sáng nay tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Y tế Thái Bình tổ chức khai mạc Giải Thể dục Thể thao ngành y tế lần thứ 12 năm 2024 hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành y tế. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10, Giải Thể dục Thể thao ngành y tế có sự tham gia của gần 760 vận động viên đến từ 44 đơn vị y tế trong tỉnh. Thi đấu 3 môn cầu lông, kéo co và bóng bàn. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, các vận động viên đã thi đấu hết mình, mang đến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn. Việc tổ chức giải không những thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, góp phần rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui tươi, phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tin phóng viên chúng tôi vừa thực hiện, chiều nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc triển khai ứng phó với bão số 6. Bão số 6 là cơn bão được dự báo có cường độ mạnh, diễn biến rất phức tạp, có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực Trung Bộ. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu 11 tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên chủ động tổ chức theo dõi sát, cập nhật thông tin dự báo và tình hình bão, mưa lũ để kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không để bị động bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin hướng dẫn phương tiện tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Sau đây là thông tin cập nhật về bão số 6. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi. Hiện bão ở trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ bão mạnh cấp 10 giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Trong khoảng 2 ngày tới, bão số 6 sẽ liên tục đổi hướng theo hướng Tây rồi Tây Tây Nam. Cường độ tiếp tục mạnh thêm, tối đa bão đạt cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Đến thứ 2 tuần sau, tức là ngày 28 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam. Khi đến ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ, bão bất ngờ đổi hướng Đông Đông Nam, vòng ngược trở lại ra phía biển, cường độ suy yếu dần. Với diễn biến này, bão sẽ gây mưa dông, gió mạnh trên biển, đặc biệt là khu vực Bắc Biển Đông, biển động dữ dội. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi những thông tin mới nhất về cơn bão này để chủ động phòng tránh. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo, VTVGo hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.